Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Đây là bản tin sáng thứ bảy ngày 29 tháng 6 năm 2024. Thì, trước khi vào cái cuộc tranh luận của hai cái ông cái cử viên tổng thống của nước Mỹ thì chúng ta điểm danh một số cái tin thế giới. Trước hết là tại Iran. Iran thì chúng ta biết là hiện nay người ta cũng đang bầu cử tổng thống. Thì nó chỉ có một cái ông, tức là gọi là cái phe cải cách này, chúng ta đã nói hồi khuya hôm qua rồi, và có ba ông bảo thủ. Ba cái ông bảo thủ thì nó là coi như thân với chính quyền, tức là nó là đúng là của Iran hiện nay. Tức là gì? Tức là không cho phụ nữ, tức là bắt phải trùm đầu, rồi không có chơi với Mỹ, là phe bảo thủ. Còn phe cải cách thì nó ngược lại. Thì có khả năng là phe bảo thủ sẽ thắng thôi, bởi vì là có ba ông, còn phe bên kia có một ông. Thì các cái thùng phiếu cái chở đi ở trong các cái tỉnh ấy, thì tỉnh Balochistan, tỉnh biên giới, thì đã bị phiến quân bắn vào cái thùng xe lỗ chỗ và đã có thương vong. Tại Sri Lanka, đó là một quốc gia ở phía đông nam của Ấn Độ, thì hiện nay cái chính phủ nước này đang đề nghị Nga là phải bồi thường cho 17 công dân của họ đã chết và bị thương ở Ukraine. Biết là đòi cái vụ gì đây nó biết. Sau khi ông Putin lệnh cho Bộ Quốc phòng, thì Bộ Quốc phòng đã lệnh cho quân đội Nga, tức là sẽ cứng rắn hơn, cũng có thể là bắn hạ hoặc là một cái như thế nào đó để không có cho cái ba cái đám Global Hawk cũng như là các cái trinh thám của NATO tại khu vực Biển Đen và có thể gây hiểm họa cho các cái khu vực xung quanh này. Thì ngay lập tức Bộ Quốc phòng Mỹ cũng tuyên bố rằng là vẫn cứ tiếp tục hành trình trinh thám bất chấp các cái lời coi như là cứng rắn của bên Bộ Quốc phòng Nga. Thì qua cái động thái này thì chúng ta biết là cái hôm vừa rồi ông Austin là gọi điện cho ông Belousov là nói về cái gì đó, xong đó là sau đó có một cái máy bay chở ở New York về, mà New York thì chỉ có phái bộ ngoại giao thôi, chứ còn Washington thì nó mới là đại sứ các bạn nhé. Thế thì hôm nay lại nghe ông Peskov nói, tức là có khả năng là hạ thấp cái quan hệ ngoại giao. Mà thực tế là bây giờ ngoại giao cũng chỉ là cái kênh để mà người ta nói chuyện khi mà, tức là không còn gì nữa, thế thôi. Chứ còn thực tế là cũng chả nhìn mặt nhau rồi, coi nhau cũng không ra gì hết. Ngay người Mỹ với nhau thì tí nữa chúng ta nói cái ông Biden với ông Donald Trump thì chúng ta biết rằng người Mỹ với nhau nó còn chửi nhau xin lỗi như chó nữa, thì huống hồ gì Nga với Mỹ. Hiện nay thì quân đội Belarus đang tập trung quân tại khu vực, tức là một cái sư đoàn, tức là MLRS, tức là súng phóng loạt, súng tức là tên lửa tầm xa cũng được, cho là tầm xa nhưng mà nói là nói ở cái xóm này thôi, chứ còn tại cái MLRS thì thực tế là Ukraine và Nga vẫn đánh nhau suốt. Thì anh sắp khắp cái vùng biên giới này thì chúng ta biết là nó ở vùng này chứ không phải vùng kia nữa các bạn, cái vùng chỗ này này. Đây, cái biên giới của anh chàng này thì nó từ đây đến đây. Lõm vào chỗ này thì chúng ta biết là nó đấy. Đây là Ukraine. Thì đây là Nga này. Đây là Nga, đây là Ukraine. Đây trên này là Belarus. Đây là Ukraine. Thế thì cái chỗ này á, thì chúng ta biết là qua đây thì nó khoảng tầm 100 cây thôi, hơn 100 cây là nó tới Kiev rồi. Thì đây cái tỉnh này là tỉnh Gomel. Thì Gomel thì chúng ta biết là có một cái trước đây là lúc mà mới đánh nhau cái là với tới Gomel này, tức là trực thăng nó bay qua cái nó họp đấy, đấy cái để mà bàn cái hòa bình nhưng mà không thành. Chứ không phải Min đâu, Minsk chẳng qua nói là chính quyền của Min thôi, chứ thực tế là hồi đấy là họp của Gomel này. Thì bây giờ cái tỉnh Gomel này thì bây giờ bắt đầu quân đội của Belarus là khắp cái biên giới của chỗ này, tức là nó gần Kiev hơn bao giờ hết. Còn cái chỗ khu vực này thì người ta lại không tập trung, và bên dưới bên đây bên này là Ba Lan thì lại không tập trung. Ba Lan thì cũng có nhưng mà nó là theo cái dạng khác, chứ phải. Thì hiện nay cái khu vực này bên Ukraine nó đã cho một số cái UAV qua và Belarus cũng đã bắn hạ nhưng không ngán gì hết. Cũng nhân tiện ở đây thì chúng ta thấy đây là bản đồ của Ba Lan. Ba Lan với Belarus là đây. Tới góc này, tới đây là hết này. Còn đây là giáp với Kaliningrad này. Đó. Thì
Thì bên này Ba Lan thì Anh cũng mới tuyên bố là Anh hoàn tất thay toàn bộ cái xe tăng T-72 thời Liên Xô cũ bằng xe tăng Abrams. Thì chúng ta biết hôm trước là đã nhận được 116 cái Abrams rồi. Hiện nay thì chúng ta biết là Odessa hôm qua thì Nga đã Iskander đã đánh vào Odessa. Nói chung ngày nào cũng trúng đích hết. Thì hôm qua thì trúng cái S-300, tức là cũng rất là quan trọng. Người ta đang nói là tại Ukraine hiện nay cái vũ khí, cái thị trường vũ khí chợ đen có thể cung cấp cho được một quân đội một quốc gia nào đó như cỡ Moldova này thì phải hai quốc gia. Tức là có thể nói là nó ra ngoài rất là nhiều. Như trước đây chúng ta cũng đã có nói rồi, tức là nó ví dụ được 100 thì nó ra ngoài này khoảng 20, 30 thôi. Còn lại là thứ nhất đấy là nó biển thủ. Cái giới chức này nó ăn, thí dụ như là có 90 thì là mày cứ ký ta 100 đi thì mày có được 5 ta 1 năm. Tôi nói ví dụ, thí dụ như là có 100 cái quả đạn thì bây giờ là mày nhận 90 thôi. Đấy, 90 nhưng mày cứ ký 100. Đấy, các quý vị nghe kịp không? Đó, thế là cái thằng mà ký cũng được 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 5. Đấy, thế thằng này cũng được 5, mình treo 5% đi. Thế còn 90% thì bắt đầu ra chợ đen. Tuần ra chợ đen thì nó lại cũng lại có một cái lớp người ăn theo cái đó. Đấy, thì ra chợ đen, xong thế là bắt đầu nó với mang ra mặt trận. Thì mang ra mặt trận thì có quả xịt, quả được, quả không. Chứ không phải tất cả coi như là bây giờ kho của NATO, của các nước châu Âu với Mỹ là coi như ba cái đồ trời ơi đất hỡi là bây giờ đem ra đây hết rồi. Đấy, thì ông ký vẫn là tính, tôi bán ông 100 viên, ông cứ ký 100 viên, 90, 80, ông cứ ký tôi 100 viên. Thì còn trong 80, 90 đó thì nó không ai mới bắn thử xem nó có nổ không đâu. Chả ai bắn như vậy cả. Cho nên là nó không ra cái gì hết. Cho nên cho dù nhiều tiền nhiều bạc thì nó vào, để chưa nói là đấy đang nói về viện trợ quân sự thôi, chứ còn nếu mà viện trợ về tài chính nữa thì còn lâu. Đấy, vào cái là nó tiền quan chức chính phủ, rồi tiền nhân viên chính phủ, rồi tiền hưu, tiền bảo trợ xã hội, rồi đủ kia, xong tiền bỏ túi, rồi bắt đầu mới đến tiền lương thì cứ quỵt, rồi bắt đầu nó ăn tiền tuất, tiền đồ. Thì chúng ta là phân tích nhiều rồi, thằng thương binh hoặc là thí dụ như là bây giờ ngoài lính ngoài nó bảo là chúng tôi sẽ huy động 150.000. Thế bây giờ thì có 70.000 thôi, thì nó nói là đủ 150.000 rồi, thì nó phải lấy lương của 150.000 đấy. Thế trừ đi 75.000 là coi như nó có thật, còn 75.000 nó đút túi. Thì tóm lại là nó sẽ không đi đến đâu. Suy cho cùng nó chả đi đâu hoặc đến đâu hết. Thế thì bây giờ nó bắt đầu hạ cánh rồi. An toàn không thì không biết. Thì chúng ta biết là 1-2 ngày trước bắt đầu là anh Zelensky, anh nói là thôi bây giờ anh đuối rồi, anh chán rồi, anh bây giờ muốn chấm dứt xung đột, chứ không nói đàm phán, không nói Putin, không nói Nga gì, tức là chán rồi, mệt mỏi lắm rồi. Thì nhiều người lại cái ngộ nhận tưởng đâu ông này ông ngộ ra. Nhiều người tôi thấy là nhiều người còn đang bình luận là bảo là ông này nó ngộ ra rồi, thì chắc thấy là xưa này nó ác quá, thôi bây giờ mình phải tốt, mình phải ấy thôi chứ cũng không còn người. Nhưng mà người ta lại nghĩ khác. Thế bây giờ 150.000 người nha, trong đó có 70-75.000 thôi. Thế bây giờ 75-80 bây giờ phanh phui ra, thì bây giờ mày ăn cái tiền đấy ở đâu? Thì bây giờ phải nói đến nó chết hết rồi chứ, tổn thất quá nhiều, quá tổn thất, cho nên bây giờ chắc không đánh được. Đấy, cái câu tổn thất của nó giá trị như thế. Đấy, tất nhiên là nó ăn, nó hút, nó hít, thì bây giờ nó ung thư ung thiết, thì cái chuyện đấy là chuyện của nó. Nhưng mà rõ ràng là những cái câu nói đó nó rất là ý nghĩa về mặt chính trị. Ok, tức là cũng biết điều rồi đây. Đấy, cũng bắt đầu thấy thương dân rồi đây. Nhưng mà thực tế là nó che giấu là những cái nó đã ăn trước đây. Vậy thôi. Đấy, bây giờ nó ăn nó chết rồi đây này. 150.000 thằng chết rồi, lương coi như là 75.000 thằng chết rồi, còn 75.000 thằng nó đang chiến đấu vật vã vật vờ đây. Đấy. Nó là như vậy chứ. Còn cái thằng tù nhân mà bây giờ đưa ra nó cũng nói luôn, chứ bây giờ mày ra bây giờ lương mày 10.000, mày ta cứ nói mày cứ nhận 10.000, bây giờ đưa 3.000 nó là tự do, nó sướng rồi. Tôi nói ví dụ như vậy. Cho nên nó ăn, cho nên kiểm toán vừa rồi có một tay tùy viên của Đại sứ quán Mỹ là chết tại cái sạn Hinton ở Kiev, là chúng ta biết rồi. Đấy là nó cũng là thủ tiêu thôi, chứ không phải là tự nhiên mà chết. Chứ làm sao mà chết một cái ông Mỹ to đùng nữa mà qua đây để mà coi như là tiền bạc, cơm áo gạo tiền cho chúng mày mà lại răng tự nhiên mà lại chết được. Nó là như vậy. Một cái tin nữa thì là chúng ta thấy như thế này cũng bất ổn thật.
Tức là cái bà Shepherd này, nếu mà các bạn nào mà nhớ thì bạn chị này là chị là thiếu tướng, thứ trưởng quốc phòng, chuyên coi như cơ báo gạo tiền, tức là nắm về tài chính của quân đội Nga. Cho nên là bây giờ mới đưa ông Belousov, là tức là ông này ông có thể là tối ưu hóa và quản lý tiền cho tốt, rồi có thể là luân chuyển quân tốt hoặc là luân chuyển khí tài, rồi ưu tiên phát triển cái vũ khí khí tài gì vân vân, thì nói chung là nó có sự cải tổ. Thì cái bà kia thì dù sạm thứ trưởng, tức là cũng đã gọi là giúp việc cho Shoigu đấy, cho anh Shoigu, tức là đi gần như một sảnh luôn, tức là nếu mà nói ra cho chính xác thì là Ukraine và Nga vừa rồi là đi hết. Đấy, coi như bộ sậu của bên Ukraine, trước đó ông Zhukov đấy, sau đó là Dovgorod lên, thì coi như là sáu thứ trưởng đi, trong đó có bà Hana này, Maliha này, thì bên này cũng có chị thứ trưởng là Shepsova. Thế chị này là đang định đào tẩu qua Pháp các bạn, qua Pháp đúng ra không được đi đỏ này đâu, bà này là không được đi đỏ này đâu, bà này là vàng, thì hình như là bị tóm rồi, hình như bị tóm rồi các bạn nhé. Nghe nói cũng có biệt thự bất động sản cũng xiết gì đấy là ở Moscow, có và Paris thì cũng có hết. Chuyện này cũng chả hay ho gì nhưng mà cũng phải nói thôi. Rồi tại Nhật Bản, Nhật Bản thì qua bên phía đông của Nga, viễn đông của Nga to đùng. Nhật Bản đây này, xin lỗi là không bằng cái bán đảo Kamchatka của Nga, cái bán đảo này nó to hơn cái này. Thì ở đây thì chúng ta biết là nó có mấy cái tức là mấy cái khúc đấy, mấy cái khúc thì trong cái khúc trên này nó gọi là Hokkaido. Hokkaido cái chỗ này nó phát triển nông nghiệp tốt lắm, nó giáp với Sakhalin, đây là Sakhalin của Nga này. Thì anh Nhật này trước đây anh cứ nói Sakhalin là của anh, thì anh nói luôn Kamchatka này, anh bảo là vì núi lửa là coi như cả dãy này của anh, thế sao không nói là của dãy này là của thằng Kamchatka nào đó, nó cả dãy đảo này, đảo Kuril này. Thế bây giờ cái đảo Kurin này là bắt đầu là Nga, thì là chúng ta biết rồi, sau khi mà chiến tranh thế giới thứ hai thì Nga phải đập cái mấy cái chỗ đảo Kurin này. Bây giờ Nhật cũng cứ đòi đảo Kurin, đòi đảo Sakhalin, nhưng mà làm gì có, bây giờ Nga nó còn ngay ở Hokkaido rồi. Thì hiện nay thì Hokkaido bắt đầu nó tập trận. Cho nên mấy cái anh Hàn, anh Nhật với anh Mỹ là anh cứ xà quần ở đây biết, đây là có lại biển biển Nhật Bản đây. Đấy, nó Nhật Bản nó chiếm nhiều hơn thì nó lấy cái tên nó thôi, nhưng mà tất nhiên là ông Triều Tiên gọi là Đông Triều, Đông Triều Tiên ví dụ thế, giống như là Đông Biển Đông rồi Biển Nam Hải chúng ta phân tích rồi, thì anh đang tập trận Hokkaido. Đồng thời thì ngoài Hawaii, Hawaii ở đây các bạn, Hawaii là châu châu Cảng đấy, thì Mỹ cũng đang tập trận ở đây, cũng rất nhiều nước tập trận này, cho nên cái khu vực phía Thái Bình Dương này bắt đầu lại nổi sóng. Còn Biển Đông chúng ta chỉ là một cái biển nhỏ trong đại dương rộng lớn này thôi, trong nó thuộc về Thái Bình Dương, Biển Đông, Nam Hải, và biển Okhotsk rồi biển Hoàng Hải rồi biển Nhật Bản rồi ABC gì đấy, thì tất cả nó đều là biển nhỏ trong cái đại dương lớn Thái Bình Dương. Thì anh Hawaii này bắt đầu là anh cũng đang tập trận, anh Nhật tập trận, Hàn Quốc, Mỹ tập trận, Đài Loan, các loại, Philippines, chúng ta thấy là có mỗi Việt Nam này không tập trận thôi, cứ rim rim mà thằng nào sợ. Anh cứ cố gắng lên Việt Nam. Rồi bây giờ chúng ta quay vào nước Mỹ thì chúng ta đi từ đông sang tây cũng được, nhưng mà nếu mà chúng ta đang ở bên Viễn Đông này á, tức là châu Á Thái Bình Dương này, thì chỉ qua đây là Mỹ rồi. Đấy. Qua Thái Bình Dương là Mỹ, còn qua bên châu Âu rồi qua Đại Tây Dương, qua Đại Tây Dương này thì cũng thấy Mỹ. Thì Mỹ thì một cái sự kiện quá lớn vừa rồi, tức là ngày sáng ngày 28 tháng tháng 6 hôm qua, tức là đêm, tức là Việt Nam mình cái giờ nó trước, còn Mỹ giờ nó sau, cho nên nó nói 27 nhưng mà mình là 28. Thì một cái cuộc gọi là tranh luận, nhưng mà có thể nói là ẩu đả hay là chửi nhau cũng đúng, nói đúng nhất là chửi nhau. Đấy, chửi nhau một cách có kiểm soát, chửi nhau là có kiềm chế. Bởi vì có hai cái gọi là cao thủ về gọi là MC đấy, là người ta cầm cương. Cái luật nó là phải, thứ nhất là anh nói anh một anh kia là phải không được nói leo bằng cách tắt micro. Còn nếu mà anh có muốn phát biểu thì anh phải có cái xi nhan, tức là phải có một cái đại khái cái ký hiệu cho bên bên tổ MC nó làm. Tóm lại thì nó cũng thành công. Thành công về mặt đúng về luật thì là hai bên được chấp hành tốt. Chứ còn nó là một cái sự là coi như là chỉ trích công kích lẫn nhau, mà theo như là ông Putin trước đây ông nói
cho phép phương Tây chọn hai lựa chọn, một trong hai lựa chọn. Một là coi như là tồi tệ, hai là thảm họa. Đấy. Chứ không có cái lựa chọn nào khác hết. Hãy chọn đi. Thì hôm trước chúng ta thảo luận rồi. Nhưng mà hôm nay tôi lại muốn lấy cái hai cái câu này của ông Putin vào đấy rất hay. Là chọn Trump hay là chọn Biden. Đấy. Nếu chọn Trump, tức là chọn một cái điều tồi tệ. Và còn nếu mà chọn Biden, tức là chọn cái thảm họa. Bây giờ không phải là thế giới hay là phương Tây nữa, hay NATO nữa, mà bây giờ nước Mỹ sẽ chọn đi, tồi tệ hay thảm họa. Rõ ràng nếu mà Biden tiếp tục tái đắc cử, thì chắc chắn nó là thảm họa đối với nước Mỹ và thế giới. Đấy, đó là điều chắc chắn rồi. Một cái người mà đi không vững, nói không biết mình nói trước quên sau thì thôi cái cho người già, nhưng mà người già mình mà như thế thì thôi, thì anh đừng có làm tổng thống. Bây giờ cái ông kia thì là một cái ông người ta nói là tù tội, là bây giờ bắt bất cứ lúc nào. Bây giờ chẳng qua ông gọi là Fenderich với cái gọi là thẩm cao pháp viện thôi, tối cao pháp viện thôi, tại vì đây nãy là có sáu vị thẩm phán là người của Đảng Cộng Hòa, còn ba là của Dân Chủ thôi. Mà trong sáu vị của Đảng Cộng Hòa thì có ba vị là ông Trump tiến cử. Mà chín vị thẩm phán này chúng ta biết là coi như cái gì đến cái đây nó gõ cái mộc cái bục cái là coi như là quyết. Đấy. Mà đã quyết rồi thì cứ thế là, bởi vì cái tối cao pháp viện nó đại diện cho tư pháp của Mỹ, mà nó tư pháp là một nhánh trong ba cái quyền phân lập, tám quyền phân lập là tư pháp, hành pháp và lập pháp. Thì lập pháp thì chúng ta biết là có là quốc hội, là thượng viện và hạ viện, còn hành pháp tức là chính phủ, tức là tổng thống, và tư pháp chính là tối cao pháp viện. Cho nên là nếu tối cao pháp viện này lắc một phát là ông Trung đi tù coi mọt gông luôn. Nhưng nếu gặp một cái thì có khi là ngồi top lên cái ghế là coi như là đệ nhất của nước Mỹ, tức là một cái văn phòng đẹp nhất, thơm nhất của nước Mỹ, anh sẽ ngồi top lên đấy. Và anh điều hành, có thể nói là anh điều hành luôn cả thế giới. Hay số phận của thế giới, số phận của nước Mỹ nó sẽ phụ thuộc vào một trong hai chàng này, gọi là hai vị này. Ngài có nhiều bạn này nói, tôi nói cho nó lịch sự chứ đừng có nói thằng, thôi được đúng, cái thằng thì không nên nói, nhưng mà nếu mà nói ngài tôi không thể nói được. Với hai ông này, một trong hai ông này sẽ là có như lái thế giới, tất nhiên không phải hoàn toàn, còn có Putin, còn có Tập Cận Bình, còn có Việt Nam. À, không thể lái lúc không được, nhưng mà có cái là rõ ràng là họ gần như là nhiều quyết định nó sẽ lái toàn thế giới, NATO rồi châu Âu rồi vẫn nhiều cái nước coi như chư hầu khác như là Úc, Tân Tây Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, đấy, số các nước đấy thì nó cũng là chạy theo. Thì những cái nước đấy nó cũng rất là lớn, cũng rất là mạnh, cũng rất là giàu. Thì rõ ràng nếu mà một trong hai vị này mà ngồi vào cái ghế đó thì thế giới này cũng nói thật là không biết đi đâu về đâu. Mà nếu mà người ta gọi là đầu óc tích cực để chọn một trong hai thì tôi thấy là số đông người ta vẫn muốn Trump hơn. Nhưng mà cái đời không phải là như mơ, không phải muốn là được, không phải giỏi là hơn. Không phải là anh hiểu biết là coi như là anh thắng. Khó, đời này không rất khó, đặc biệt là ở xã hội Mỹ. Thì chúng ta biết thắng rồi nó còn lật. Thì hôm vừa ở Atlanta thì các bạn nào mà rành cái địa lý của Georgia của Mỹ ấy, thì Georgia này á, nó gọi bên này nó gọi là Georgia này. Thì nó giáp với Florida, mà anh Florida là quê của anh Donald Trump. Còn cái Delaware thì nó là của anh Biden. Thì bây giờ họp tại đây, cái Georgia này thì chúng ta biết là hồi trước là coi như ông Trump ông lật ngược lại cái chỗ này đây. Đấy, chúng ta nói rồi, tức là cả cái ok hết là của Trump hết rồi, nhưng mà bây giờ bên Đảng Dân Chủ nó lật ngược toàn bộ lại. Nhưng mà cái Georgia này thì nó quá lộ liễu, thì lại ông Trump là cũng bắt chước người ta lật, nó lật toàn bộ cả các bang, thì ông này chỉ lật một cái bang này thì cuối cùng nó túm cổ ông, hoặc là ông lật ngược, đảo ngược cái kết quả bầu cử. Tức là cái to nó lật đấy thì không sao hết, mà lật cái này là bị. Thì hôm nay họp tại đây Atlanta, không phải họ mà CNN tổ chức đấu khẩu tại đây. Các bạn nào mà chưa xem cái trực tiếp thì các bạn tìm xem nghe rất hay, rất là hay đấy các bạn nhé. Tức là nói chung là có một cái cảm giác, tức là ông Trump ông quá sắc sảo, ông quá linh hoạt, ông có thể nói là hoạt ngôn luôn. Nếu mà một người mà gần 80 tuổi ông nói như máy, giảm Putin cũng nói như máy đấy các bạn.
Nhưng mà anh Biden thì anh nói theo cái chậm là một, cái thứ hai là anh cũng đâu có nhớ, nói đến cuối cuối câu anh quên mất cái đầu câu là anh không có nhớ. Anh đi cũng không vững, thông thường là đi mà mỗi lần mà đi mà thì có bà siêu là bà vợ là dẫn đi, xong rồi là thậm chí quảng cáo là bắt đứng đâu đứng đó. Nếu các bạn mà có xem một cái những cái thước phim của ông này thì coi như là ông xuống cái ô tô cái là ông mặc cái áo vest không được luôn. Mới đầu ông xỏ là tức là các bạn biết là xỏ là xỏ xuôi và hai cái lỗ thì ông là xỏ ngược, tức xỏ ngoài xỏ vào. Đấy, cuối cùng ông phát hiện ra thế là ông cứ xỏ xuôi mà xuống nó tức là chân tay xương khớp nó cứng rồi, thì cuối cùng là mãi bà kia không thấy đi, thế là bà quay lại bà đưa tay đưa áo cái thứ cho ông xỏ vào xong cái là anh đi cái là anh rớt cái kính. Đấy. Nói chung là anh mệt mỏi lắm, mình té nhào rồi đủ thứ rồi, anh té trên máy bay rồi trong thang máy, thì bây giờ anh đổ hô cho bạn là do cái Đảng Cộng Hòa nó làm giả mạo các cái phim ảnh đi, chứ làm gì có chuyện đấy. Cho nên cái xã hội này bây giờ mình không biết tin ai luôn. Thế vào nói là tất cả các cái vấn đề này, chúng ta biết nói về Ukraine, chiến tranh với Nga, rồi bắt đầu moi móc ra là đời tư của nhau, rồi bắt đầu nói về thất nghiệp, rồi nói về nhập cư, rồi khủng bố, rồi nói chung là nói đủ thứ hết. Tức là anh Mỹ thì anh nói trên trời dưới đất hết, kể cả coi như là hồi xưa là có cái bà Haley đấy nữa, thì là cái bà mà đại sứ tại Liên Hợp Quốc thì người ta mà còn gọi là cái gót 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 chân của bà, người ta cũng nói là cái guốc cao gót của bà, người ta cũng nói nó phanh phui ra hết các bạn. Thì đây thì cái này thì nó thí dụ như là không có thì người ta bôi nhọ và người ta nói, chứ còn đây nó nhọ đầy. Ông nào ông ấy toàn lọ nghẹ, tức là trong Nam gọi lọ nghẹ, ngoài Bắc gọi nhọ nồi, thì nó đầy. Cứ nhìn là thấy rồi chứ cần gì phải phải phanh phui. Đấy, thì bây giờ nước Mỹ đang đứng trước một cái lựa chọn, tức là một là một cái ông già lẩm cẩm, nghĩ không ra nghĩ nữa rồi, đi không ra đi rồi, là coi như với lại cái một ông là coi như là có khả năng vào tù. Mà ông Trump ông nói là nếu mà ông mà đắc cử quả này là coi như là ông đến lượt ông kia vào tù, cho hai cha con vào luôn. Cho nên là ông nói ông tố lại tố ngược đấy các bạn. Cho nên là bây giờ là không phải là đấu đá để mà ngồi cái ghế đấy, mà đấu đá để mà khỏi vào tù. Thằng này một là ông này vào tù, hai là ông kia vào tù. Đấy, nhiều khi là thế chứ chả phải là vào để mà kiếm tiền là cái sân chơi đấy là miễn trừ miễn chiếc đâu, không có đâu. Đấy bây giờ là ông Trump là nó là trong lịch sử đầu tiên của nước Mỹ là lần đầu tiên là một cái cựu tổng thống là coi như là truy tố hình sự, thì nó sẽ không còn một cái gì gọi là, thì nếu mà như thế là tốt, đấy là dân chủ đấy. Đấy cho nên là bây giờ hai anh để tránh vào tù thôi chứ cũng chưa chắc để là vào ghế cho ngon. Anh nào cũng coi như cũng biết mùi rồi, một ông thì 4 năm tròn, một ông thì thiếu mấy tháng thì cũng biết cái ghế này nó thơm hay là nó thối thì nó cũng biết rồi. Đấy, còn nhất là cái hai cuộc chiến tranh chỗ Trung Đông và chỗ Ukraine thì rõ ràng em đấy là cái thế mạnh của ông Trump đả phá ông Biden, nhưng mà Biden cũng tranh thủ cũng móc luôn bảo là ông là cái dạng là cái thân Nga. Đấy, ông là dạng thân Nga, cho nên bây giờ ông nói là bây giờ mà nói thân Nga là ông Biden ông Trump ông phải thụt đấy. Bây giờ nó cứ bung bét cái chuyện này ra mà rõ ràng cái dân Mỹ đây thì nói chung là nó không thích cộng sản, nó không thích Nga. Nga bây giờ cũng chả phải cộng sản nhưng mà nói chung không thích, nó cũng là cái ngôn ngôi của cộng sản trước đây, nó là cái là kẻ thù mà Mỹ đã xác định từ lâu, ngoài Trung Quốc là kỳ phùng, còn Nga cũng là kẻ thù số 1. Nói chung là một ông thì chủ yếu một ông quan trọng cái dạng này. Tôi thấy là trong cái cuộc tranh luận này thì ông Trump thì sắc sảo và ông nói những cái rất là vĩ mô, rất là vĩ mô và rất là chính xác, trong khi thì ông Biden thì nói rất là chi tiết, tức là giống như là hồi đấy tôi thấy ông ngoáy lỗ mũi này kiểu như này, hồi đấy tôi thấy ông là thế nọ thế kia, tức là nhìn cái tiểu tiết rất tốt, soi vào cái tiểu tiết, mà trong cái những cái cuộc như thế này là soi vào tiểu tiết là nhiều khi hay, bởi vì những cái ở bên Mỹ là nó có những cái trò đấy là nó bung bét ra, cho nên nhắc đến cái chuyện đấy là ai cũng biết ngay nhớ ngay. Ví dụ bây giờ nói Biden mà đi lên cầu thang gã 3 lần thì ai nhớ ngay, nói một lần là biết rồi, thấy một lần là biết rồi. Thì một anh chàng là lo cái tiểu tiết, một anh chàng thì lo chuyện đào to búa lớn, một anh thì nói rất nhanh rất là giảm gạt, thì một anh là chậm chạp u ớ, một anh ấy thì là coi không gây chiến với bất cứ ai, đem quân đi đánh bất cứ ai. Đấy.
thì một anh thì là coi như là bây giờ là đang sẵn sàng là coi như là đánh Liban nữa, chuẩn bị đánh Liban đấy các bạn. Còn Ukraine chúng ta không cần nói nhiều rồi. Một anh thì lấy hết móc túi tiền thuế của nước Mỹ, của người dân Mỹ, ném hết vào cuộc chiến tranh này thì cuộc chiến tranh khác. Thế thì còn một anh ấy thì coi như là không không khởi sự một cuộc chiến nào. Bây giờ 200 tỷ ném vào Ukraine hơn, trong khi đó là tất cả đồng minh, gọi cứ gọi là đồng minh để cho chúng nó móc tiền cho nó dễ, chứ nói nó chư hầu nó đếch móc đâu, nó bảo tao hầu mày, người ta Bắc Kỳ tao móc. Thế là coi tất cả các cái gọi là đồng minh thì cũng chỉ có 100 thôi. Mà trong khi đó thì ông Donald Trump cũng nói là cái châu Âu này với Nga thì nó là nó lo cho chúng nó, chứ tự nhiên mình ở bên này thì mình lại đi lo chúng nó mà lại bỏ ra tiền nhiều hơn. Còn nếu mà chúng nó lo Nga thì chúng nó phải bỏ nhiều tiền hơn mình chứ. Tôi cho câu này là hay. Nhưng mà chúng ta biết là ông Trump ông cũng không có khởi sự một cái cuộc chiến nào, nhưng mà nước Mỹ nó vẫn phát triển, nước Mỹ nó vẫn sản xuất, nó vẫn vũ khí, nó vẫn buôn bán vũ khí, chứ không phải là nó không ấy, là nó chết đâu, bởi vì sống bằng cái nghề đó, và lái lái súng, cho nên là rõ ràng là nó đả phá nhau, tôi thấy là rất là nhiều, nói rất là sâu sắc, rất là ấy, không 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 có điều kiện để mà nói lại cho với các bạn, tại vì tôi bây giờ nó bên này nó rất là bận, nó rất là bận, hôm qua nói cũng không 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 có thời gian nói đấy các bạn. Đấy, chứ còn nếu mà có thời gian nói, nếu những cái Putin thì tôi có thể tôi còn lấy, chứ còn mấy cái dạng này nó còn mấy lần nữa. Đấy, ít nhất là 2 lần, nhưng mà các cái hãng tin là hãng nào nó cũng muốn làm ăn, nhất là trong cái mùa bầu cử này thì nó sẽ CBS rồi NBC rồi đấy, rồi những là các cái hãng thông tấn lớn là nó sẽ đăng cai với cái cuộc tranh luận này. Đấy, thì chúng ta có thì chúng ta nghe, không nghe trực tiếp thì chúng ta nghe lại của các cái kênh ấy, hoặc là báo đài thì chúng ta nghe. Rất là hay. Thế thì chúng ta biết là ông Trump ông xoáy xoáy vào, ông bảo là cái rút quân ở Afghanistan này bỏ bao nhiêu tiền, bỏ lại bao nhiêu người Mỹ ở đây, rồi sau này có chạy được thì chạy này. Đấy thì là đấy là cái gọi là nỗi nhục của nước Mỹ. Nhục mà không còn để cất cái mặt vào đâu hết. Đấy, ông Trump nào tôi bạn bè nhiều, các chính trị gia, chính khách, các nhà quân sự, rồi nói chung là tỷ phú vân vân, thì là bạn bè nước ngoài rất nhiều, nó bảo là bây giờ họ khinh Mỹ, họ không còn tôn trọng Mỹ như trước đây nữa. Thì bây giờ tội ai đây? Chắc là từ Biden thôi, nhưng ai đây nữa? Bây giờ 2 cuộc chiến tranh rồi, cái vụ Afghanistan rút chạy 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 mất dép đấy, tức là để lại đồ, tức gọi là mất dép đấy, để lại biết bao nhiêu tiền đấy. Cho nên là cái anh Biden này thì là rõ ràng là chúng ta thấy là ngay cái đảng Dân Chủ cũng hiện nay cũng đã nhận diện ra là đấy là một thảm họa, cái tối hôm rồi cái là một cái thảm họa của nước Mỹ, thảm họa của cái đảng Dân Chủ, nó nhục ơi là nhục. Một cái người như thế mà bây giờ đòi ngồi lên chứ gọi là xin lỗi, là nó cũng gần ngang với chủ tịch thế giới, tổng thống thế giới này, ngang ngửa nhất nhì. Thông thường là mấy cái ông tổng thống của Nga, Mỹ với Trung Quốc thì thông thường cũng là những người là gọi là quyền lực nhất thế giới, nhưng mà cái giới bên đấy người ta hay bầu, cho nên là thông thường là tổng thống Mỹ là quyền lực nhất thế giới. Chứ còn bây giờ mà Putin thắng quả này, đọc lệnh là tất cả phải nghe, thì nó phải là quyền lực nhất thế giới, nhưng mà thường là không được bầu các bạn, số 2, số 3, mà thậm chí có năm nó cho ông trôi xuống dưới 100 luôn, tức là không nằm trong cái top 100 những người tức là uy tín và quyền lực nhất thế giới. Merkel có 1 lần, còn những Bush, Obama cứ thay nhau nó nhiều lượng, cái đám đấy nó bầu thôi mà, chứ ai vào đấy. Thì chúng tôi biết châu Âu bây giờ nó đang bầu lại, còn cái bà mà Ursula von der Leyen này cũng sẽ trúng lại đấy, rồi bà Kala của Estonia cũng trúng luôn, thay Borrell đấy, đối ngoại đấy. Rồi Mark Rutte thì bây giờ là chúng ta biết là tổng thư ký NATO, toàn là những tên mà nó thân Mỹ và nó chống Nga hết tất cả. Thế bây giờ Đảng Dân Chủ cũng đang có một cái gọi là phương pháp, tức là cái giải pháp tình thế, là có khả năng là đưa trước bà Harris lên, Kamala Harris, để mà thay ông này. Chứ còn nếu mà tình hình ông này mà chơi 3 4 lần nó knock out thì giống ai đâu. Chúng ta lại vào mặt trận. Mặt trận thì không thể nói hay được các bạn nhé. Đấy, còn ở đâu nó nói hay thì các bạn là tôi đã nói rồi, tôi không thích phê bình nữa. Nói hay là nói ở đâu, có một khẩu súng lên và bảo đánh khắp nơi để thắng, khắp nơi để thắng cái chỗ nào. Phải nói đúng sự thật cơ. Cho nên sự thật thì nó lại mất lòng, nó lại không không có mà đánh. Thì chúng tôi biết là chỗ Gravoron này,
mấy cái chỗ này là Kosinka, thì cái chỗ này hồi xưa là bên 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 Ukraine đánh sang đấy. Đấy. Cái chỗ này chỗ tôi cô đây đây, đây. Đấy, Tekino đấy, thế này cũng thế. Thì trước đây là cái chỗ này là của Sumi, còn cái chỗ anh, mấy anh chàng này thì nó của cũng vừa là Sumi vừa các cốt rồi mấy cái chàng đây nữa vân vân. Thế thì hôm qua thì chúng ta thấy là Nga đã lượm được một cái chỗ chỗ cô giá chậm các bạn, chỗ đây cô giá chậm các bạn, chỗ khu vực này. Thì bên Ukraine người ta tiếp tục đưa các UAV qua, người ta đánh các cái đường này, nhất là cả các cái khu vực này nữa. Gravorone này đánh tới đây luôn, Kuzina được phía trên này, tức là đánh vào sâu vào trong này, cũng trúng một cái thứ nhất là một cái kho dầu và một vài cái xe của Nga ở bên đất đất của Nga. Đấy, thì nó cũng có đánh qua đánh lại như các bạn. Còn chỗ Lubyanka này thì cũng lại tiếp tục xoáy vào mà như cũng như thường lệ thôi, tức là đánh cho có xong thế là lại bị rút lui. À, bị Nga đánh lại. Thì hiện nay là bên khu vực Vovochan thì chúng ta biết rằng là báo chí người ta vẫn nói là Nga đang bị bao vây ở đây. À, có một số, nhưng mà tôi thì tôi là không theo báo chí, tôi là theo cái kênh của tôi thôi. Thì là hiện nay trong này nó không phải 400 với 600 như trước đây nói đâu. À, chúng ta nhìn cái hình thái này chúng ta biết rồi, và hiện nay thì Nga lại đang ngớt cái bom vào đây. Thì không biết là như vậy là pháo binh và bộ binh Nga có vào, mà khi mà vào rồi thì không thể đánh bom kiểu như vậy được. Đấy, cho nên cái chỗ này có thể là cắt được này các bạn. Cái chỗ này có thể cắt được. Chỗ này thì nó sẽ dồn xuống dưới này. Mà có không đánh nó cũng dồn, bởi vì nó dồn nó muốn cắt cái chỗ này để nó thông với cái xã bên này. Đấy, cái xã bên này. Là thứ nhất là để cô lập cái này, cái thứ hai là vừa vừa đánh vừa chạy. Đấy. Cho nên hiện nay đánh bom nhiều quá mà, cho nên là họ đang đi xuống các cái vị trí này. Thì như chúng ta biết là Nga, cái chỗ mà ven cái sông này, đây cái chỗ phía dưới này, đây các bạn, đây cái ven sông này. Thì Nga hôm qua đánh kinh quá, cái chỗ này đánh nát bấy luôn. Cái chỗ này đây, chính là chỗ này này, và chỗ này đánh nát bấy luôn này các bạn, bom. Đấy, cái chỗ này thì toàn là quân Ukraine cho nên là cứ vô tư mà đánh thôi. Mà bữa nay cái 3.000 chắc là có lẽ đang suy nghĩ lại, đang tức là chỉnh lại. Đánh lần này đánh 1.500 thôi các bạn. Cái loại tấn rưỡi thôi, bom tấn rưỡi. Nhưng mà cũng tiêu diệt rất nhiều. Bây giờ bên kia nghe bom là nó nghĩ là 3.000 rồi. Sợ rồi. À, còn lúc nãy là chúng ta nói là nó bên bên Ukraine là cũng có bay sang về UAV cũng có, mà nó cũng đánh bom có cái mig các bạn nha, MiG-29 nó cũng bay qua, nó cũng có bom lửa, nó đang thử cái bom lửa đấy của Mỹ đấy. Chúng ta biết là Mỹ và Pháp đều có bom lửa hết đang sử dụng này. Thì hiện nay cái khu vực này là như vậy thôi. Thì còn chúng ta biết là cũng khu vực phía đông này thì họ đang thất thế rồi. Hôm trước là chúng ta thấy là cũng lên là đánh vào cái chỗ mà cái đồi núi đây, nhưng mà bây giờ thất thế, cũng không 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 thể chiếm được. UAV của Nga cũng đang bắn phá các cái vị trí này rất nhiều. Còn bom biết là các cái chỗ mà phía dưới này thì pháo kích vào bom thì chúng ta là thấy là các cái đơn vị tiếp viện. Còn riêng cái chỗ mà có cái cầu ở đây, cái cầu ở đây thì là Nga chính thức là đánh rồi các bạn nhá. Cái cầu, và có một cái cầu chúng ta nói là để duy nhất để có thể là Nga đánh xuống, thì bây giờ đánh luôn cái cầu này rồi. Thì nếu mà tôi tí nữa tôi đăng cái video của đánh cầu, nếu mà các bạn thấy thì nó có nghĩa là cái cầu này. Còn nếu mà không thấy thì có nghĩa nó cắt rồi. Nó soi đấy các bạn. Đấy là khu vực ở biên giới. Còn khu vực dưới này thì cũng đang giao tranh, nhưng mà nó cũng thông thường thôi. Đấy, chúng ta thấy nó không có khẩu súng nào hết, nhưng mà hiện nay thì Nga vẫn đang xoáy vào các cái khu vực này. Các xoáy khu vực này và phía trên này nữa, đang đánh ra trên này. Các khu vực này là đang đánh thì tất cả là chúng ta biết là theo cái hướng Petropavlovka đây. Nếu chỉ có lấy được cái này, nó giống như là một cái gọi là một cái bức bình phong cho Kupiang. Qua được cái sông này, sông anh chàng này, chúng ta thấy các cái đường này nó vào cái thị trấn này hết. Đây là thị trấn chứ không phải làng đó các bạn. Đấy, rất là quan trọng. Đấy, thì Nga đang tập trung các cái hướng này dâng dần lên. Thì chúng ta biết là đây nó có con đường, đây nó có con đường vào Orlyan đây. Thì Nga đang tấn công vào. Thì nếu mà tới được con đường này á, thì coi như là xong đấy các bạn.
cắt được các con đường này là cắt ít hầu, còn cắt luôn cái chỗ này là ít hầu đây, đây các cái đường vào đây từ cái này lên, đây là vào Cuvian. Thì nếu mà cắt được cái con đường ở cái khu vực này là coi như là có thể nói là cứ thẳng tiến thôi. Thì cái chỗ này nó có hai cái piston tôi nói hoài rồi, nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ ok hơn. Đấy, công sự lớn nhất cả một cái vùng rộng lớn thì chúng ta thấy là có mình hắn. Còn cái piston này thì Nga đang vào, nhưng mà hôm nay cái piston này cũng bắt đầu là Nga hỏi tội rồi, tức là cũng đấy, cái chỗ này thì chúng ta biết là mấy ngày nay là bắt đầu Nga đã chĩa vào đây rồi. Chúng ta thấy là nó bắt đầu đang đánh vào cái khu vực này, thậm chí đã vào phía đông rồi. Đấy, bây giờ thì nó hơi thụt một tí, nhưng mà nói chung là nó cái bài thế thôi. Thì bây giờ là Nga đang đánh vào các cái đường này, chưa tới cái đường lúc nãy chúng ta vẽ đấy, thì sẽ đánh vào cái khu vực này. Đây thì trước hết là cũng cày bom cái đã cho nó mềm mềm đi đã, rồi bắt đầu tính là tới là lượm thôi. Thì từ đây xong mà đi tới đây thì chúng ta thấy là nó rất là gần, và cái chỗ này Pisa này tới đây nữa là coi như hết rồi, là hết toàn bộ khu vực này. Đấy, thì hiện nay các cái chỗ khu vực này thì bên Ukraine người ta đang chống trả, người ta đang chống trả rất là ác liệt ở khu vực này, chứ không phải là dễ ăn được đâu, không phải ăn một mình mà ăn được đâu. Đó. Còn đây của họ thì nó là hệ thống phòng thủ rất là chắc chắn, chắc nhất ở đây, chắc nhất ở đây. Xong đó nó mới đến cái Barova ở dưới. Barova là tổng kho, nó có hai lữ đoàn, nó làm hai, nó ở đấy. Còn các cái tiểu đoàn, trung đoàn trực thuộc của các cái lữ đoàn khác thì nó phối thuộc vào đấy thì nó chúng ta không nói. Đấy, nó chắc nhất là ở khu vực trên này, khu vực một đây là trên này. Còn cái chỗ Barova nó là thuộc khu vực ba rồi. Đấy. Còn khu vực hai thì chúng ta thấy là cái khu vực này là cái chỗ Stelmakhovka, chỗ này nó cũng rất là quan trọng. Rồi nó xuống thứ ba này là Barova. Thì các khu vực này thì chúng ta thấy là nó gần như là nó chỉ có giao tranh thông thường. Còn riêng cái chỗ Terni này thì chúng ta thấy là quánh lõm mà, đánh lõm mà. Thì trước đây thì chúng ta cũng nhìn cái chỗ này, chúng ta nhìn nó như này, đi như này. Đấy, thế mà bây giờ nó đánh cái là đây là trước đây là đỏ này. Đỏ này. Đó, trước đây là đỏ hết rồi đây các bạn. Bây giờ nó đánh đánh vào cái, các bạn nhìn này cái là thấy là nó đánh vào cái là bây giờ là còn này, còn có cái này thôi. Đó. Tức là cũng bị mấy ngày nay thì Nga đánh rất hăng chỗ Turkska Zarechna và đánh các cái cầu cống ở đây, là chúng ta thấy là theo hướng Liman. Nhưng hôm nay thì bắt đầu bị UAV của bên 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 Ukraine bắt đầu chặn, tìm đánh các xe của pháo phía của Nga khu vực này. Đấy, nó đánh lại chứ không phải nó không đánh lại đâu các bạn. Đấy, cái chỗ này chúng ta biết là gần cái rừng tội phạm đây, cái rừng tội phạm đây thì nó hiện nay thì cũng chỗ này nó cũng rất là khó xử đây. Nó nhiều bạn nói comment nói rằng là Nga phải lấy được cái rừng này thì nó mới nói chuyện thắng vào cái bảo than bảo đá đây, nhưng mà thực tế là cái bảo than bảo đá xong rồi, Borodovka xong rồi, còn cái rừng tội phạm này á thì trước sau cũng phải xong trong cái đợt này thôi. Tôi nghĩ là cái đợt mùa đông này là cũng phải xong, chậm nhất là mấy tháng nữa. Mà anh Zelensky nói rồi mấy tháng nữa thì tôi anh cũng chả đánh, anh mệt mỏi là anh mới lại lúc không khéo Biden chả còn nữa, mà bây giờ mà đánh với ai. Nhiều bảo ông Biden bây giờ ông nói là thôi giờ là riêng cái khoản vũ khí mà xin Cộng hòa xin tức là làm Quốc hội là không không xin nữa. Đấy, nó giam cho đến qua hè hay là 25 nữa là còn những bản thừa, tốt chứ không xin là mất uy tín. Thì anh Zelensky anh ăn theo anh nói là thôi chắc có lẽ mấy tháng nữa ông cũng thôi. Đấy. Mà chưa nói là coi như bây giờ ông không có tư cách nào mà ông làm tổng thống ở đây nữa. Cho nên là bên 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 Mỹ nó không mời cái hội nghị thượng đỉnh NATO, không mời là Zelensky là nó hay đấy, tức là ít ra anh cũng phải thấy cái điều đó chứ. Anh làm một cái điều mà chỉ có anh Mỹ với lại Zelensky là hiểu nhau thì làm sao được, thế giới nó nhìn vào này chứ. Đấy, bây giờ nó đi họp cái hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ nó cũng chán hết rồi, bây giờ bảo mà ông Áo cũng biết mà tổ chức một lần nữa thì coi như là tổ chức trả quay đi luôn, làm gì thì làm. Rồi chúng ta xuống cái chỗ Rasdorovka, cái chỗ Sivet. Xì vét đây thì 100% rồi các bạn nha, 100% rồi. Bây giờ trăm 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 thật đây, đây nó vẽ ra nhưng mà thực tế 100% thật rồi, lâu rồi. Bây giờ người ta đang chăm hăm ở cái chỗ này. Đấy, bây giờ chủ yếu là làm sao phát triển được cái hướng này phát triển lên này. Còn ông này thì lên trên này. Đấy, sau đó là ông này phát triển lên cái đường này là cái đường đường sắt đây. Ông này đường bộ lên, đấy, chọc vào. Phải lấy cho bằng được cái ông Perez này thì nó bắt đầu là lên.
Còn bên cạnh đây thì có cái ông VMK cũng đang hôm nay cũng hứng khởi đây, cũng có lên được một chút. Ta thấy đang lên đây. Thì đây cái chỗ này chúng ta đang nói là lên cái chỗ này. Đang lên đây. Nó là như vậy, về cái khu vực này như thế. Rồi chúng ta đi xuống phía dưới này. Trà xốp già cũng không ăn thua đâu các bạn. Trà xốp già vẫn đánh như vậy thôi. Nó cứ nhìn nhằng ở đây. Nói chung là có một cái mấy cái xe Mac Pro của Mỹ đấy, bắt đầu nó chạy thẳng vào khu vực trung tâm này, chạy thẳng vào đây, nên là coi như là Nga cũng coi như phải giữ đấy, coi như là cuối cùng là cái Mac Pro đấy cũng bay thôi, nhưng mà Nga không tấn được. Tóm lại là cái bên này đang phòng thủ rất là tốt. Mấy ngày trước là thấy bom pháo vào đây, nhưng mà không biết tại sao tự nhiên vô tràn với cái vùng này bắt đầu lại không đánh bom nữa. À, thì không biết là có phải là do cái bom 3.000 nó chưa chính xác, hay là do cái khoan đã, hay là để chuẩn bị đến gần cái hội nghị thượng đỉnh cái là lượm luôn, giống như cái Adipka đấy là lượm luôn cái là bắt đầu ngồi nó họp nó nói cái gì. Bây giờ ngồi họp bảo đấy báo cáo là coi như cha xuất gia thất thủ, dạ hôm nay ngày mai báo cáo xin lỗi là vô vụ trang chúng em thất thủ. Nó là khác chứ. Đấy, cho nên là cái chỗ này đánh như thế nào thì chúng ta cũng chưa biết đâu, cho nên chúng ta không nói được. Nhưng mà nói gì thì nói rõ ràng là nó phòng thủ tốt. Chặt. Cứng. Còn khu vực Sumy thì cũng giao tranh cũng bình thường, cũng không có gì mới. Riêng cái chỗ Oleksandropin này và cái chỗ hướng New York này thì cũng đang đánh lên thôi, chứ tôi thấy nó cũng không có gì rõ ràng lắm. Không có gì gọi là thành tích lắm cái chỗ này. Thì cái khu vực này thì chúng ta biết là cũng đang đánh lên đây, đang đánh vào đây. Cái chỗ riêng cái chỗ Bitvichna này thì cũng tôi thấy là cũng tiến bộ hơn một chút cái khu vực này. Còn khu vực này nói thì nói vậy, chỉ còn lâu mới đến được cái New York này, chưa đâu, lâu lắm. Oleksandropin thì cũng đang đánh lên. Đấy. Kalinova cũng đang đánh lên. Đây với là Oleksandropka. Novo Oleksandropka đang đánh lên. Vậy thôi. Shokin đang đánh ra. Gần tới cái chỗ Zevkhunovka này rồi. Chỗ đây là nó chúng ta biết là Novo Pakrovska thì cũng đang đánh ra cái chỗ Novo Silovka. Vậy thôi, các cái chỗ này, còn dưới này chúng ta biết đó là Uman rồi. Uman đánh lên đây này. Đấy, dưới này Uman. Thì tất cả cái khu vực này nó vẫn thế thôi. Chỉ có một điểm sáng một tí ở cái chỗ Krasnogorovka này tí thôi. Còn Krasnogorovka này và chỗ Novosilovka này thì chúng ta biết là họ đang chạy xuống. Thì nó cũng như mọi khi thì tôi không muốn nói. Đang chạy rút ra ngoài này. Anh này còn bao nhiêu anh tàn quân bạn em chạy với. Thế thôi. Anh chạy ra thì này, trong đó là có một số các cái lực lượng nó cũng vào nó cứu đấy. Nó cứu thì là coi như là đánh với Nga cái khu vực này. Và nó gọi là tiếp viện, nhưng mà thực tế là bây giờ đang chạy tiếp viện cái gì thì nó vào nó lấy thương thôi. Và Nga cũng đang tấn công ở khu vực này. Tóm lại cái khu vực cái đập này thì hôm trước chúng ta đã nói rồi. Nó là cái chỗ này đang giao tranh rất lớn. Cả hai bên. Còn đây là cái chỗ này thì chúng ta biết là lúc nãy ta nói phía trên này Shokin này. Cái chỗ Novo Pakrovka thì đang đánh xuống đây. Đây là Uman này. Đấy, Uman này nó đánh lên. Nó là như vậy, nó đang lo chạy thôi chứ không đánh được các bạn. Rồi chúng ta xuống chỗ Krasnogorovka này thì chúng ta thấy là càng ngày là càng xây to lên. Đấy, hôm trước thì tích dưới này, hôm nay lên cục này. Hôm trước là có hai cái cột này lên thôi các bạn. Đấy, hai cột này lên. Nhưng mà cái chỗ này thì tôi không quan tâm lắm, tôi quan tâm cái chỗ khu vực này. Thì hôm nay là tiếp tục đây thì tôi thấy là bên này là bên Ukraine bắt đầu bỏ chạy rồi. Bởi vì kiểu gì cũng sẽ chết, hay bỏ chạy. Ngoài ra bắt đầu tôi thấy là các cái chỗ khu vực này là bắt đầu Nga đã đánh pháo kích vào các cái khu vực lũng trũng này. Chắc có lẽ là phát hiện ra các cái lực lượng tháo chạy. Tôi nghĩ là nó đang tháo chạy. Cái khu vực này mà nếu mà tháo chạy thì coi như là Krasno thất thủ hoàn toàn các bạn nhé. Thì tôi thấy đấy, thì đây là còn các cái lực lượng của Nga thì đương nhiên là đánh vào các khu vực này rồi. Còn trên này chúng ta biết là đánh cả cái đường này, còn phía trên này là đánh chặn đây, mà đi kiểu gì nó cũng ra có mỗi lối này ra được thôi, trần đây núi hết rồi, anh chặn có cái đường đây thì chúng ta biết là trước đây thì Nga cũng đã tiến ra được một phần như thế này, tiến dần lên thế này, thì bây giờ là họ không có cái chi mà họ lên đây được đâu, họ chỉ chạy ra cái lối này thôi.
thì Krasnogorov cạn thế thì bắt đầu đến hội nghị thượng đỉnh báo cáo dạ Volchan em thất thủ, Chasuja em thất thủ, rồi mới Krasnogorov ca em thất thủ. Còn một anh chàng nữa dưới các bạn đoán là ai không? Là cái nơi nào không? Konstantinovka, cái chỗ mà gần Mikhailovka đấy, Novo Mikhailovska mà chỗ trên Via, trên Vuleda mà dưới Barbada đấy. Bốn em đấy thì hiện nay Nga nói luôn rồi đấy. Sẽ có rất nhiều AFK chuẩn bị đấy, thì tôi đoán là bốn em này. Rồi bây giờ chúng ta xuống dưới này, chỗ Marinka đây thì chúng ta biết là đang đánh lên cái chỗ này, chỗ chủ yếu là cái chỗ Kurakova thì đang nhát nhát thôi chứ chưa lên được đây đâu. Từ đây lên tới đây thứ nhất là quãng đường nó rất xa, cái thứ hai nó núi nhiều và sông suối hồ hiếc rào cản cũng rất là nhiều, cho nên là cái chỗ Kurakova này rất quan trọng. Kurakova này thì chúng ta biết rồi, chúng ta nói rồi, đúng chưa? Tôi vẽ nhiều lần là xuống Novosinka, đây là sáu cái làng này, Velika Novosinka. Còn ông Vuleda thì ông này, ông là ông đường này. Còn cái ông Konstantinovka thì ông nằm đây, ông đây chúng ta không thấy mà xóa vào thấy đấy. Konstantinovka thì cái anh chàng này là cũng là ứng cử viên để mà cùng với anh Krasnogorovka. Khu vực này nó gọi là khu vực phía nam Donetsk các bạn nhé. Còn đây nó là cái khu vực cái chỗ mà Novosinka, đây là hôm qua tôi vẽ nên nó gọi là nó là cực tây nam, vừa là cực tây vừa là cực nam của Donetsk. Còn đây là nam Donetsk. Thì đây ông này là ông giáp với tức là ngã ba thạch này là ông này. Đấy thì chúng ta thấy rồi, cái này ta vẽ suốt rồi thôi, chả vẽ nữa. Thì đây là sáu cái làng này, Konstantinovka lên này, lên gặp cái ông Uspenovka, thì ông này xuống đây thì sẽ gặp ông Velika Novosinka, tức là mỏm Vremenka, tức là Urasne đây. Urasne đây này, đó. Ông ngoảnh lên, đây gặp ông đây, Bohanov, đây này, Blahotne này, là bắt đầu đi thẳng lên Vremenka đây thôi. Từ ông này bắt đầu đi sang ông này, lên gặp ông này, ông dừng lại cho tôi cái để ông Konstantinovka kịp lên là bắt đầu đánh lên Kurakova. Nó là như vậy, nó là nó đánh sướng lắm. Nhìn cho nên các bạn nào mà cứ rành bản đồ là nhìn sướng, sau đó từ Kurakova này rồi bắt đầu mới nói chuyện là Pakrovsk, thì cái ông mà Novo Alexandrovka đây này, ông ấy sẽ lo cái chuyện này, thì nó đánh nhìn nó đánh sướng. Đấy, thì chúng ta thấy là tóm lại là cái chỗ Pakrovska là nó sẽ là cái trọng tâm trọng điểm ở cái khu vực này. Thì tôi thấy là đang đánh cũng là giống như là chừng chừng nữa thôi. Thì riêng cái chỗ Kurakova này, cái chỗ mà lúc nãy chúng ta nói chỗ Kurakova này lớn đây, thì hôm qua là bị một cái HIMARS bay ở đây. Còn chỗ Odessa thì bay cái S-300, nói chung là bay nhiều lắm các bạn. Còn các cái thành phố mà các sân bay của F-16 là ông Nga ông chơi kiểu độc. Bây giờ cái làm nát bấy không có một cái nào mà có thể là cho cái F-16 bay được, thì bây giờ thì ông bay ở đâu? Ông bay từ các nước ông đến đây thì nó không biết ngay. Bây giờ Nga nó sẵn sàng bơm vào bất cứ một cái sân bay này, chúng ta biết là cái sân bay lớn nhất của không phải lớn nhất của Ba Lan nhưng mà lớn nhất gần biên giới là ông này. Rồi mấy ông Rumani này cứ bay qua là biết. Bây giờ ở bên này là không có chỗ nào mà đậu được rồi, không chỗ nào hạ cánh cất cánh được rồi. Thế mà bây giờ ông đánh cái F-16 đâu, đánh ở đâu, bạn đánh kiểu gì? Nga chơi gọi là xin lỗi là chơi ác đấy chứ, chơi ác nó rồi đang người ta đang chuẩn bị gì, đem F-16 đến thì ông bảo là mày đến thì mày chỉ có bay trên trời chứ không được xuống dưới thì thôi, ông nói thì ông đánh đố chúng tôi, ác quá. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta xuống cái dưới cái chỗ hạ lưu của sông Dnipro, thì Nga cũng đã tràn qua một số quân sang bên này rồi, còn số bên này thì chúng ta đến tiệm cận đến sát đây rồi, coi như bên này là Nga rồi, Ukraine rồi này, đây là sông Dnipro đây, anh này anh chơi qua tới đây rồi, các bạn biết rồi, thậm chí bên này có rồi nha, đây, còn các cái chỗ này là tiệm cận hết này, chỗ này tiệm cận hết, còn riêng cái chỗ cầu Antonov đây thì Nga pháo kích bên hiệu đạn rất là nhiều, cái chỗ cầu Antonov đây. Antonov Pride. Và ngoài ra cái chỗ phía Kerinki phía trên này thì chúng ta thấy là chỗ Tihanka này thì Nga cũng đã đánh rất nhiều các cái đồn trú cũng như kho tàng, các cái xe tức là các cái xuồng để mà qua băng qua sông thì Nga cũng đánh, chứ không phải là ông không qua là tôi cũng đánh, vẫn đánh từ Lvova này cho xuống Ivanovka, quanh này đánh hết, đánh cầu Antonov.
chiếm một số các cái vị trí bên kia xong rồi, bên hữu ngạn xong rồi, pháo kích chiếm, thì nhưng mà tôi thấy nó cũng chưa 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 nhiều và chưa rõ ràng, cho nên chúng ta chưa thể vẽ được. Vậy thôi, thì chiến sự nó cũng có chừng vậy, thì có sao chúng ta nói vậy, nhưng mà rõ ràng ấy là cái vấn đề mà lính Triều Tiên đã qua rồi thì là nó là tốt rồi, mới đầu là công binh chứ không cần phải là y tế. Thì công binh thì chúng ta là biết rồi, là nó làm cầu làm đường và có thể nó tháo gỡ bom mìn, rà phá bom mìn vân vân. Nói chung là lính chiến đấu, công binh là chiến đấu chứ không phải là hậu phương, không phải hậu cần. Quân y mới là hậu cần chứ công binh là nó thuộc về tham mưu. Nên các bạn nào làm bên tham mưu các bạn biết công binh, pháo binh cao xạ rồi, nhưng mà đặc công hóa học rồi, đó là tình quân báo, tức là đó là thuộc tham mưu. Nhưng mà ông quân y, quân trang, những là vận tải này đó, các thứ thì là hậu cần, nó là thuộc về hậu cần. Thì bên bên Triều Tiên là đưa qua là phải quân tham mưu, là quân chiến đấu, là tác chiến rồi. Đấy, còn hậu cần thì nó là phía sau, nó cũng có hậu cần, nó đi ra phía trước. Đấy, nó gọi là tiền phương, đội điều trị tiền phương, trạm điều trị tiền phương, hoặc là thậm chí là bệnh viện tiền phương. Đấy, nhưng mà nó cũng là công tác, là công tác hậu cần. Đấy, thì Triều Tiên qua thì Mỹ cảnh báo rồi. Mày đừng có sang, mày sang mày đỡ, mày làm bia đỡ đạn cho Nga đấy. Thằng Triều Tiên nó bảo tôi qua để tôi đỡ đạn cho nó, ông tức cười, ông buồn cười thì ông cứ cười, chứ tôi qua để tôi đỡ đạn cho ông Nga, mà tôi qua tôi giúp ông Nga, mà lại ông này bảo là mày qua đấy là mày làm bia đỡ đạn, nó sợ chết quá, không có đâu. Vậy thôi các bạn nhé, xin phép các bạn là xin dừng cái video này tại đây. Kính chúc các bạn và quý vị hai ngày cuối tuần vui vẻ cùng với gia đình. Bye bye.